Hey, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình là Hiếu của Phương đây. Thì tiếp tục ở series phần 2 thì mình chiến tiếp cái con sổ lốt bóng đá nha mọi người. Với cái số 4 là 4m, hồi nãy mình chơi cái con sushi và cái kết lên nha mọi người. Rồi, thì anh em nào mà xem thấy thích, thấy hay cái video này thì hãy ủng hộ giúp mình một like và subscribe nha. Và anh em nào mà muốn tải cái con game Bbot này về chơi á, thì đường link tải game mình có bỏ trong phần mô tả với là game dưới bình luận nha anh em. Anh em cứ tải game về mà test thử, mình có hỗ trợ coder cho anh em trải nghiệm nha. Rồi, vào chiến luôn là 250k với cái slot bóng đá nha anh em. Có thử hôm nay cái bờ với cái slot bóng đá này không nha. Ok anh em ơi. Rồi, Ronaldo này. Ok này, Messi luôn nào. Messi, ôi giời không được nha. Và anh em xem video thấy hay, thấy thích thì ủng hộ chăng like nhé mọi người. Còn anh em nào mà muốn share lên cho bạn bè cùng xem này, share lên Facebook đồ các kiểu nha. Thank you anh em rất là nhiều. Rồi, Messi đồ các kiểu này. Không biết slot bóng đá hôm nay căng nhã không đây mà mới vào sân sương bay gần 2m rồi. Quá là căng anh em à. Rồi, cứ tiếp nữa nha. Bóng này, đá này. Một đống giày nè. Rồi. Nó hút quá là nhanh anh em à. Với số 4 là 4m mà nó hút cực kỳ nhanh luôn. Còn có mét mấy luôn rồi. Ôi trời ơi, không nổ phát nào luôn kìa. Thiệt là quá chướng. Nổ đi nào. Ok Ronaldo này. Đặc biệt luôn nào. Áo kìa. Ui trời, không nổ áo nha. Rồi 2-3 cây nữa mà không nổ lại lật bài thôi anh em. Áo thế. Không nổ thiệt luôn kìa. Vãi thiệt luôn. Căng cực căng cực căng luôn anh em à. Rồi lại lật bài thôi anh em ơi. Giúp luôn 300 cành nha. Giữ nè. Liều phát nữa nè. Rồi nhận thôi. Lên 27 vào tiếp anh em. Sao hôm nay cày cái con bóng đá thế nhờ. Quá là cày anh em à. Rồi nổ một đống áo luôn. Ba áo chân đầu đống. U là trời. Ây da. Ui rồi ơi. Ô là trời. Nó hút căng quá. Slot bóng đá hôm nay nó hút lắm nha mọi người. Mọi người đừng có vào nha. Ôi rồi nó hút không còn cái nịt luôn. Lê lật bài tiếp anh em à. Biết lật này có may mắn không đây. Bốc luôn 300 tiếp nha. Giữ tiếp nè. Giữ luôn nè. Ôi xổ ơi. Đi rồi đi rồi. Lên. Rồi ok anh em ơi. Lên 2m nè. Ôi hên vãi. Quất luôn 500k nha. Rồi suốt hàng thứ tư luôn anh em ơi. Đặc biệt. Ôi dồi, nhưng mà không có cái giày kia. Phải mà có một cái giày nữa là ngon anh em ơi. Lên 4m rưỡi lại rồi nè. Ok nha. Lâu lâu nó suốt một quả lên. Lên lại anh em à. Quay với mức cờ là 500k rồi. Đấy là 4 rồi nhưng mà giờ quất tiếp anh em kiếm tí lời thử được không? Không được thì ra đảo thế thôi anh em à. Nếu mà không chơi được nữa tí nữa mình cũng sang Amiga tiếp nha. Rồi một đống dây này. Nói chung mình sang mãi còn chưa thấy sáu bóng đá mọi người. Căng thế nhờ. Tí nữa không biết cái lên clip cái ra được sáu bóng đá hay không thì tí nữa anh em đấu xem nha. Ok nè. Ôi trời ơi mít không thế này. Áo rồi nổ đi chứ. Lại mít nữa căng thế nhờ. Slot bóng đá hôm nay căng thế. Slot bóng đá hôm nay nó hút căng thật sự luôn anh em à. Ok Messi này. Ronaldo này. Messi tiếp nào. Rồi xong rồi. Thấy tình hình bất ổn quá anh em à. Toàn là mít không thế này. Ây da. Làm mấy năm nhỉ. Thôi làm 500k thôi. Thua thì ra đặt bài tiếp anh em. Ok đặt tiếp nha. Quải thiệt luôn á. Toàn làm mít không à. Lôi quốc luôn 500k anh em à. Giữ nè. Ôi dồi ôi giờ nó bịp rồi. Toàn lộn giáo à. Giữ luôn nè. Rồi xong luôn. Đợi đi rồi. À, tí nữa mình sẽ qua vốn lại. Mình sang cái hũ Aminger sang vườn đá thứ 6 nha. Thôi mình cũng nghỉ thôi anh em. Còn anh em nào mà muốn tham gia và trải nghiệm cái con game Bbot này thì đừng link tải game mình có bảo trong phần mô tả với là game dưới bình luận nha mọi người. Anh em nào mà chơi thì cứ tải game và mình test thử nha. Mình có hỗ trợ coder cho anh em trải nghiệm nha. Và anh em hãy nhắn tin cho mình nha. Ok bye bye anh em. Chúc anh em may mắn nha. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau nha.